Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 4. Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài tập trong cuốn bài tập tuần Toán 4 tập 2 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa Cánh Diều. Ở video này thầy trò mình sẽ đến với bài tập tuần 26. Em vui học toán tiếp theo. Cộng các phân số cùng mẫu số trừ các phân số cùng mẫu số. Phần A lớn kiến thức trọng tâm thì chúng mình cần nắm chắc cho thầy hai nội dung sau. Nội dung 1: cộng các phân số cùng mẫu số. Các em nhớ này, muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số. Chúng ta cùng vào ví dụ 3/9 cộng với 4/9. Chúng mình thấy rằng hai phân số này đều có cùng mẫu số là bằng 9 rồi. Thì chúng ta chỉ việc cộng hai tử số với nhau thôi và giữ nguyên mẫu số các em nhé. Mẫu số này mẫu số chung đấy. Nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng 3 + 4/9 và sẽ bằng 7/9. Và các em để ý là cái phân số kết quả cuối cùng ấy, nếu mà chưa rút gọn thì các em nên rút gọn nhé. Ở đây 7/9 đã là phân số tối giản rồi các em ạ. Tức là không thể rút gọn được nữa đấy, gọi là phân số tối giản. Chúng ta đến với phần 2 nhỏ. Đó là trừ các phân số cùng mẫu số. Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số, ta lấy tử số của phân số thứ nhất trừ đi tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. Mẫu số này chính là mẫu số chung đấy. Chúng ta cùng vào ví dụ 11/5 trừ đi 3/5. Ta thấy hai phân số này đều có cùng mẫu số là 5 rồi. Thì chúng ta chỉ việc là lấy tử số ở phân số thứ nhất trừ đi tử số ở phân số thứ hai thôi. Nó sẽ bằng 11 - 3/5 và ta sẽ được là 8/5. 8/5 đã là phân số tối giản rồi, chúng ta không thể rút gọn được nữa. Ở trên đây là những kiến thức trọng tâm có trong tuần học 26, các em cần nắm chắc để chúng ta làm bài tập. Thầy cho chúng mình cùng chuyển sang B lớn bài tập của tuần 26 nhé. Một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Kết quả của phép tính 7/36 cộng với 4/36 là bao nhiêu? Chúng mình cùng thực hiện danh áp. Hai phân số này đã có cùng mẫu số rồi thì ta chỉ việc cộng tử số với nhau thôi, thì ta sẽ lấy 7 + 4/36. 7 + 4 là bằng 11, 11/36. Ta thấy rằng 11/36 đã là phân số tối giản rồi và đây cũng chính là kết quả cuối cùng của phép tính. Đáp án mình chọn là B. Chúng ta đến với câu 2. Kết quả của phép tính 15/20 trừ đi 3/20 là bằng bao nhiêu? Hai phân số này đã có cùng mẫu số rồi thì ta sẽ chỉ việc lấy tử số ở phân số thứ nhất trừ đi tử số ở phân số thứ hai. Nó sẽ bằng 15 - 3/20 và bằng 12/20. Chúng mình thấy rằng là không có đáp án nào là 12/20 cả. Chúng mình cũng không phải lo lắng gì. Ở đây phân số này chưa tối giản, ta sẽ đi tối giản rút gọn nhé. Mình thấy là cả tử số mẫu số cùng chia hết được cho 4. Nó sẽ là 12 / 4/20 / 4. Nó sẽ bằng 3/5. Đây là phân số cuối cùng. Mình chọn đáp án A. Tiếp đến là câu 3. Trong các phép tính dưới đây, phép tính có kết quả lớn nhất là? Chúng mình cùng thực hiện. Ở đáp án A, 3/21 cộng với 11/21 thì chúng mình sẽ lấy tử số cộng với nhau, giữ nguyên mẫu số chung nhé. 3 + 11 thầy viết tắt luôn, mình sẽ bằng là 14/21. Chúng mình thấy rằng là cả tử số và mẫu số cùng chia hết được cho chia hết được cho 7 đúng không? 14 chia cho 7 thì ta sẽ được là 2. Các em đồng ý không nhỉ? Và 21 chia cho 7 thì em sẽ được là 3, 2/3 nhé. Đáp án B. 5/42 cộng với lại 17/42 cùng có mẫu số rồi thì ta sẽ lấy tử số cộng với nhau. 5 cộng với 17 thì em sẽ ra được là 22. 22/42. Và chúng mình thấy rằng là cả tử số và mẫu số cùng chia hết được cho 2 thì nó sẽ bằng là 11/21. Tiếp theo is đáp án C này. 5/7 trừ đi 3/7. Thì ở đây ta thấy rằng là nó có cùng mẫu số, ta lấy tử số phân số thứ nhất trừ đi tử số phân số thứ hai. 5 - 3 là 2/7 nhé. Ở đáp án D nào.
7/6 trừ đi 5/6. Lấy tử số trừ nhau, ta lấy 7 trừ 5 bằng 2, 2/6. Và 2/6 chúng mình có thể rút gọn được cả tử số mẫu số chia hết được cho 2. 2 chia 2 được 1, 6 chia 2 được 3, 1/3. Thế bây giờ trong các phân số này ở đây thì chúng mình phải làm gì nhỉ? Chúng mình phải so sánh thì mới biết được là kết quả nào lớn nhất. Chúng ta để ý như thầy các mẫu số nhé. Mẫu số là 21 này, mẫu số 3 này, mẫu số 7, mẫu số là 3 này. Thì mẫu số chung sẽ là 21 kìa mà. Như vậy ở đáp án A thì thầy sẽ giữ nguyên là 14/21 và thầy cũng không cần rút gọn đến chỗ 2/3 nữa đâu nhé. Đáp án B, 11/21. Đáp án C, cả tử số mẫu số thầy nhân với 3, 2 × 3 là 6, 7 × 3 là 21. Đáp án D này, 1/3 thầy lấy cả tử số mẫu số thầy nhân với 7, 1 × 7 là 7, 3 × 7 là 21. Vậy trong các kết quả này, 14/21 chúng mình thấy rằng đang là lớn nhất. Như vậy đáp án mình chọn ở trong câu này là đáp án A nhé. Câu 3 đáp án A, kết quả phép tính này là lớn nhất. Tiếp theo là câu 4. Phân số tích hợp điền vào chỗ trống là, chúng mình sẽ thực hiện phép tính ở từng vế nào. Ở bên vế trái, cùng mẫu số là 28 rồi. 9 cộng với 5, ta được 14/28. Nó bé hơn phân số ô trống này. Và phân số ô trống lại bé hơn. 7/4 trừ đi 3/4, thì ta sẽ được là bao nhiêu nhỉ? 7 trừ 3 được 4, 4/4, 4/4 đấy. Chính là, đây. Bây giờ làm thế nào để chúng ta tìm được cái phân số ở giữa nhỉ? Thì các em có thể đi thay các phân số vào xem có phù hợp không. Thế còn ở đây 14/28 thì thầy có thể làm gọn hơn, nó sẽ chính bằng 1/2. Và nó bé hơn bao nhiêu nhỉ? Bé hơn 1, 4/4 chính là 1 đúng không? Rồi. Và ở đây các em thấy rằng đáp án C nhé, đáp án C là 4/7. Ta thấy 1/2 nó bé hơn 4/7 và 4/7 nó bé hơn 1. À, tại sao 1/2 bé hơn 4/7 thì chúng ta sẽ có mẫu số chung là 14 đấy, đúng không nhỉ? Thì đây nó sẽ chính là 7/14, nó bé hơn 8/14 và nó bé hơn 1. 8/14 thì luôn bé hơn 1 rồi. Như vậy phân số phù hợp của chúng ta là 4/7. Ở trong câu 4 này thì ngoài cái cách mà chúng ta đưa về mẫu số chung để so sánh 4/7 nó lớn hơn 1/2 ấy, thì các em có thể dùng cái phương pháp đó là loại trừ đáp án. Đó là gì nhỉ? Không thể nào 1/2 lớn hơn 1/2 được, đúng không nhỉ? Vậy đáp án A là chúng ta loại, đúng không? Tiếp theo này, ở đáp án B này, 3/2 nó là một phân số có tử số lớn hơn mẫu số, thì 3/2 lớn 1, nó cũng không thể nào bé hơn 1 được. Như vậy đáp án B cũng loại. Đáp án D cũng vậy. 5/4 này, tử số lớn hơn mẫu số thì cái phân số này cũng không thể nào bé hơn 1 được cả. Cho nên là đáp án D của mình cũng sẽ loại. Vậy chỉ còn mỗi đáp án C thôi, đúng nào? Chúng ta đã xong câu 4 rồi. Tiếp theo, chuyển sang câu số 5. Hai chị em Hằng và Huy đang giúp mẹ tưới rau trong vườn. Huy đã tưới được 3/8 vườn rau. Chị Hằng tưới được nhiều hơn Huy 1/8 vườn rau. Vậy cả hai chị em đã tưới được số phần của vườn rau là. Chúng mình đã biết Huy tưới được bao nhiêu phần của vườn rau. Thế còn chị Hằng thì chúng ta vẫn chưa tìm được. Ta phải tìm của chị Hằng. Như của Huy này, 3/8 vườn rau. Thế còn chị Hằng này, chúng mình đọc kỹ nhé, tưới được nhiều hơn Huy, tức là ta sẽ lấy 3/8 là cộng thêm với 1/8 nữa, thì ta sẽ được là 4/8 vườn rau. Huy là 3/8 vườn rau, chị Hằng là 4/8 vườn rau. Như vậy cả hai chị em thì ta sẽ lấy 3/8 là của Huy cộng với chị Hằng là 4/8. Cùng mẫu số rồi, ta lấy tử số cộng với nhau thì ta sẽ được là 7/8 vườn rau. Như vậy là chúng mình sẽ chọn cho thầy là đáp án D nhé. Chúng ta chuyển sang câu 6. Sáng nay, cô Hà cấy được 2/6 thửa ruộng. Chiều nay, cô cấy được ít hơn sáng nay 1/6 thửa ruộng. Vậy hôm nay, cô Hà cấy được số phần thửa ruộng là. Chúng ta cùng tóm tắt ra. Buổi sáng là cô cấy được là 2/6 thửa ruộng này. Thế còn buổi chiều, chúng ta đọc đề này. Buổi chiều cô cấy được ít hơn buổi sáng. Như vậy ta sẽ lấy buổi sáng là 2/6 trừ đi ít hơn là trừ đi 1/6. Thì cùng mẫu số rồi, ta lấy tử số trừ với nhau, 2 trừ 1 bằng 1, 1/6 thửa ruộng.
Buổi sáng có, buổi chiều có rồi. Bây giờ chúng mình sẽ tính được cả ngày đúng không nhỉ? Cả ngày ta sẽ lấy số phần ruộng của buổi sáng cộng với số phần ruộng của buổi chiều. Ta sẽ lấy 2 phần 6 cộng với lại 1 phần 6. 2 cộng 1 bằng 3. 3 phần 6 thửa ruộng. Nhưng mà chúng mình thấy là không có đáp án nào là 3 phần 6 thửa ruộng cả. Thì ở đây 3 phần 6 chúng mình có thể rút gọn được nhé. Cả tử số và mẫu số chia hết được cho 3, nó sẽ bằng 1 phần 2 thửa ruộng. Và đến đây chúng mình sẽ chọn được đáp án rồi. Chúng ta chọn cho thầy đáp án B nhé. Tiếp theo mời các em chúng ta cùng với thầy chuyển sang hai lớn phần tự luận của tuần học 26. Bài 1 tính. Chúng ta sẽ thực hiện rèn luyện tính cộng hoặc là trừ các phân số đều có cùng mẫu số rồi. Khi cộng hai phân số ta chỉ việc cộng giữa các tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số chung nhé. 3 phần 7 cộng 2 phần 7 ta lấy tử số cộng với nhau. 3 cộng 2 là 5 phần 7. Các em lưu ý là khi chúng ta viết dấu gạch ngang phân số, chúng ta sẽ phải viết giữa dấu bằng như các em nhé. 5 phần 7 đây, dấu gạch ngang này, giữa dấu bằng. Tiếp theo nào, 2 phần 9 cộng với 5 phần 9. Chúng mình sẽ lấy tử số cộng với nhau và giữ nguyên mẫu số chung. 2 cộng với 5 bằng 7 phần 9. Tiếp đến nào, 12 phần 19 cộng với lại 5 phần 19. Cùng mẫu số là 19 rồi, ta lấy tử số cộng với nhau thôi và giữ nguyên mẫu số này. 12 cộng 5 là 17 phần 19. 8 phần 13 cộng với 2 phần 13. Chúng ta lấy tử số cộng với nhau và giữ nguyên mẫu số chung ở đây. 8 cộng 2 là 10. 10 phần 13. Chuyển sang phép tính trừ phân số nào. Khi hai phân số này có cùng mẫu số rồi, để trừ hai phân số ta sẽ lấy tử số ở phân số thứ nhất trừ đi tử số ở phân số thứ hai nhé. 25 phần 23 trừ đi 13 phần 23, ta lấy 25 trừ đi 13 thì sẽ bằng 12 và giữ nguyên mẫu số ở đây là 23. 12 phần 23. Những phân số này đều là phân số tối giản rồi. 20 phần 11 trừ đi 5 phần 11. Chúng mình sẽ lấy tử số trừ nhau và giữ nguyên mẫu số. 20 trừ 5 thì sẽ bằng 15 phần 11. 30 phần 37 trừ đi 12 phần 37. Ta lấy tử số trừ nhau và giữ nguyên mẫu số này. Giữ nguyên mẫu số chung đấy. 30 trừ đi 12 thì bằng 18. 18 phần 37. Phép tính cuối cùng. 91 phần 93 trừ đi 28 phần 93. Chúng ta thấy là cùng mẫu số rồi, thì ta sẽ lấy tử số trừ cho nhau và giữ nguyên mẫu số. 91 trừ đi 28 thì em sẽ ra được là bằng 63. 63 phần 93. Và cái kết quả của phép tính cuối cùng bài 1 này thì các bạn cũng có thể rút gọn thì sẽ bằng là 21 phần 31 nhé. Cả tử số và mẫu số nó cùng chia được cho 3 em ạ. Chúng mình đã xong bài 1 rồi. Tiếp theo là bài 2. Đề bài yêu cầu chúng mình là tính. Chúng ta thấy là các biểu thức này là phép tính cộng trừ. Thì chúng ta thực hiện từ trái sang phải thôi. Và thêm một điều nữa là các phân số ở đây thì đều là có cùng mẫu số rồi. Thì chúng ta chỉ việc là cộng trừ giữa các tử số với nhau thôi nhé. 3 phần 17 cộng 8 phần 17 cộng với 5 phần 17 thì chúng mình có thể thực hiện luôn một lượt như thế này. Nó sẽ bằng 3 cộng 8 cộng 5 phần 17 như thế này được em nhé. Và chúng ta thực hiện ở trên tử số này. 3 cộng 8 là 11, 11 cộng 5 là 16. Vậy nó sẽ bằng 16 phần 17. Tương tự như vậy, 4 phần 15 cộng 7 phần 15 cộng 2 phần 15 thì chúng mình sẽ lấy tử số cộng với nhau. 4 cộng 7 là 11, 11 cộng 2 là 13, 13 phần 15. Tiếp tục. 5 phần 16 cộng 9 phần 16 cộng 1 phần 16 cùng mẫu số rồi, ta lấy tử số cộng với nhau. 5 cộng 9 là 14, 14 cộng 1 là 15, 15 phần 16. Chuyển sang phép tính trừ. 25 phần 14 trừ 3 phần 14 trừ 11 phần 14. Ta thấy rằng đều có cùng mẫu số là 14 rồi. Ta chỉ việc trừ giữa các tử số với nhau thôi. 25 trừ 3 thì bằng 22. 22 trừ tiếp cho 11 thì bằng 11 phần 14. Phép tính tiếp theo. 20 phần 21 trừ 5 phần 21 trừ 4 phần 21. 3 phân số này đều có mẫu số chung là 21 rồi. Ta lấy các tử số trừ nhau.
20 trừ 5 thì bằng 15. 15 trừ 4 thì sẽ bằng 11 phần 21. Phép tính cuối cùng nào. Các phân số này đều có cùng mẫu số rồi, ta lấy tử số trừ nhau. 40 trừ 12 bằng 28. 28 trừ tiếp cho 19 thì sẽ bằng 9 phần 53. Và chúng mình đã làm xong bài 2. Tiếp theo là bài 3. Đề bài yêu cầu các em là tính rồi rút gọn. Phép tính đầu tiên. 4 phần 15 cộng 8 phần 15. Cùng mẫu số rồi, ta lấy tử số cộng với nhau và giữ nguyên mẫu số nhé. Nó sẽ là 4 cộng 8 phần 15 và bằng 12 phần 15. Bây giờ phân số này có thể rút gọn được em ạ. 12 phần 15 thì cả tử số mẫu số chia hết được cho 3. 12 chia 3 thì bằng 4 phần 15 chia 3 thì bằng 5. 4 phần 5. Phép tính tiếp theo. 3 phần 14 cộng 4 phần 14 thì sẽ bằng 3 cộng 4 phần 14. Giữ nguyên mẫu số chung đúng không? 3 cộng 4 là 7, 7 phần 14. Và cả tử số mẫu số cùng chia được cho 7 các em ạ. 7 chia 7 được 1 phần 14 chia 7 được 2, 1 phần 2. Chuyển sang phép tính trừ nào. 35 phần 24 trừ 23 phần 24 cùng mẫu số rồi. Ta lấy tử số trừ nhau. Thế sẽ bằng 35 trừ đi 23 phần 24. Chúng mình lấy tử số trừ nhau. 35 trừ 23 thì sẽ bằng 12. 12 phần 24. Cả tử số mẫu số chia được cho 12. 12 chia 12 được 1. 24 chia cho 12 thì ta sẽ được 2, 1 phần 2. Phép tính cuối cùng là 19 phần 21 trừ đi 4 phần 21. Cùng mẫu số rồi, ta lấy tử số trừ nhau. 19 trừ đi 4 phần 21. 19 trừ đi 4 là bằng 15 phần 21. 15 phần 21 thì cả tử số mẫu số chia được cho 3. 15 chia 3 thì được 5. 21 chia 3 được 7, 5 phần 7. Như vậy là thầy trò mình đã làm xong bài số 3. Tiếp theo mà các em chúng ta cùng với thầy chuyển sang bài 4. Ở trong bài 4, đó là chúng mình sẽ đi so sánh nhé. Thực hiện các phép tính sau đó so sánh. Ở bên vế trái chúng mình có là 3 phần 13 cộng với 4 phần 13 cùng mẫu số rồi. Ta lấy tử số cộng với nhau. Ở đây 3 cộng với 4 là 7 phần 13. Chúng mình sẽ so sánh với lại 5 phần 13. Chúng ta nhắc lại kiến thức so sánh hai phân số cùng mẫu số nhé. Khi mà hai phân số cùng mẫu số, phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó sẽ lớn hơn. Có nghĩa là 7 phần 13 sẽ lớn hơn 5 phần 13. Chúng mình điền dấu lớn hơn. Phép tính tiếp theo nào. Ở đây là 4 phần 3 trừ đi 2 phần 3. Cùng mẫu số là 3 rồi. Cùng mẫu số là 3 rồi. Thì ta sẽ lấy tử số trừ nhau. 4 trừ 2 thì bằng 2. 2 phần 3 chúng mình so sánh với lại 5 phần 9. Cái vấn đề bây giờ sẽ trở nên khó khăn với các em, đó là hai phân số này khác mẫu số. Thì các em phải đưa về mẫu số chung. Thầy thấy rằng 2 phần 3 thì thầy có thể biến đổi thành là phân số mẫu số là bằng 9. Dựa vào tính chất phân số nhé. 2 phần 3 này, thầy sẽ lấy cả tử số và mẫu số cùng nhân với 3. 2 x 3 là 6, 3 x 3 là 9, 6 phần 9. Ta thấy là 6 phần 9 lớn hơn 5 phần 9, ta điền dấu lớn hơn. Như vậy 2 phần 3 cũng sẽ lớn hơn 5 phần 9. Chúng ta đến với so sánh tiếp theo. Ở bên vế phải của chúng mình là cùng mẫu số là 11. Ta lấy tử số trừ nhau. Như vậy 9 phần 11 sẽ so sánh với bao nhiêu nhỉ? 12 trừ 2 là 10, 10 phần 11. Ta thấy 9 phần 11 là gì nhỉ? Bé hơn 10 phần 11. Cùng mẫu số rồi, tử số bé hơn thì phân số bé hơn các em nhé. So sánh tiếp theo, 11 phần 16 với lại cái phép tính bên phải này. Mình sẽ ghi lại. Ở bên vế phải này, hai phân số này cùng mẫu số là 32 rồi thì ta sẽ lấy tử số cộng với nhau. 5 cộng với 17 là 22. 22 phần 32. Đến đây chúng mình thấy rằng là gì nhỉ?
11/16 này các em cứ để nguyên đi. Còn 22/32 chúng mình có thể rút gọn phân số. Ta lấy cả tử số và mẫu số cùng chia hết cho 2. 22 chia 2 ta sẽ được 11. Phần 32 chia 2 ta sẽ được 16. À, ta thấy hai phân số này bằng nhau. Vậy ta điền dấu bằng nhé. So sánh tiếp theo, 1/12 cộng với 11/12, chúng ta thực hiện bên vế trái thì em sẽ ra được là 12/12. Thế còn bên vế phải thì sao nhỉ? 17/24 cộng với 7/24 cùng mẫu số rồi. Ta lấy tử số cộng với nhau và giữ nguyên mẫu số. 17 cộng với 7 là 24. 24/24. Với các phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1 rồi đúng không? Bên vế trái mình bằng 1 và bên vế phải của chúng mình cũng bằng 1 luôn. Vậy ta điền dấu bằng ở so sánh này nhé. So sánh cuối cùng nào. 23/19 trừ đi 4/19. Bên vế trái cùng mẫu số là 19 rồi, ta lấy tử số trừ cho nhau. 23 trừ 4 thì bằng 19/19. Bên vế phải thì sao nhỉ? 5/9 cộng với 7/9. Cùng mẫu số là 9 rồi, ta sẽ lấy tử số cộng với nhau và giữ nguyên mẫu số. 5 cộng 7 là 12/9. À, đến đây, các em nhìn kỹ ra ta sẽ thấy là 19/19 chính là 1, đúng nào? 1, các em so sánh với 12/9 thì rất đơn giản thôi. 1 nó sẽ bé hơn 12/9. Phân số nào có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn 1 mà, đúng nào? Có nghĩa là 1 bé hơn phân số này. Ta điền số bé hơn. Tiếp theo mời các em chúng ta chuyển sang bài 5. Bà ngoại cho Minh một gói bánh. Buổi sáng Minh ăn hết 3/10 gói bánh. Buổi chiều Minh ăn ít hơn buổi sáng 1/10 gói bánh. Hỏi Minh đã ăn hết tất cả bao nhiêu phần gói bánh? Chúng mình sẽ cùng với thầy tóm tắt ra nhé. Buổi sáng là chúng mình biết rồi này. Buổi sáng này Minh ăn hết 3/10 gói bánh này. Buổi chiều Minh ăn ít hơn buổi sáng, có nghĩa là ta sẽ lấy buổi sáng này là 3/10 trừ đi 1/10 thì mới ra buổi chiều. Nó sẽ là bằng 2/10 gói bánh. Và ta thấy rằng đây chính là cái bước đầu tiên của chúng mình cần phải làm trong bài này. Bước 1 nhé. Và sau khi có buổi sáng rồi, có buổi chiều rồi, chúng ta sẽ tính được gì? Tính được cả ngày hôm đó, đúng nào? Hay cả ngày ấy, hay tính tất cả đấy đúng không? À, chính là bước 2. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ triển khai vào lời văn nhé. Lời văn 1 mình sẽ nói: buổi chiều Minh ăn hết số phần gói bánh là. Ta sẽ lấy buổi sáng là 3/10, trừ đi của buổi chiều ít hơn là trừ đi 1/10 thì sẽ bằng 2/10 của gói bánh. Có buổi sáng rồi, có buổi chiều rồi thì mình sẽ tính được tất cả số phần gói bánh mà mình đã ăn. Mình sẽ viết lời văn. Khi viết lời văn các em có thể dựa theo câu hỏi nhé. Mình sẽ viết đó là: Minh đã ăn hết tất cả số phần gói bánh là. Thì thầy sẽ lấy của buổi sáng cộng với của buổi chiều các em ạ. Thầy sẽ lấy 3/10 là của buổi sáng này, cộng với của buổi chiều là 2/10. Bây giờ thầy sẽ làm ra nháp nhé. 3/10 cộng với 2/10, chúng mình thấy là hai phân số này cùng mẫu số rồi. Ta sẽ cộng tử số với nhau thôi và giữ nguyên mẫu số. 3 cộng 2 là 5. 5/10. 5/10 này các em có thể rút gọn được. Cả tử số mẫu số chia hết được cho 5 thì sẽ bằng là 1/2. Thầy sẽ ghi kết quả cuối cùng ở đây. 1/2 gói bánh. Đáp số bài toán 1/2 gói bánh. Chúng mình đã xong bài 5 rồi. Tiếp theo thầy cho mình chuyển sang bài 6 nhé. Mình câu được 9/10 kg cá. Minh câu được nhiều hơn Bình 3/10 kg cá. Hỏi cả Minh và Bình câu được bao nhiêu kg cá? Minh thì biết rồi, Bình chưa biết. Bây giờ chúng ta phải tính của Bình đúng không? Mình sẽ có như sau. Bình câu được số kg cá là. Minh câu được nhiều hơn, có nghĩa là Bình được ít hơn nhé. Minh câu được nhiều hơn, các em lưu ý. Bởi vì các bạn, nhiều bạn sẽ nhìn thấy là từ nhiều hơn các bạn sẽ chọn là cộng là sai. Minh nhiều hơn, như vậy để ra của Bình thì ta sẽ phải lấy của Minh trừ đi.
Em phải lấy 9 phần 10. Em trừ đi 3 phần 10 ít hơn đấy. Bình ít hơn mà. Cùng mẫu số rồi thầy sẽ lấy tử số trừ nhau. 9 trừ đi 3 bằng 6, 6 phần 10. Đơn vị là kg. Có của Minh rồi này. Có của Bình rồi này. Hỏi cả hai bạn, ta sẽ tính cả hai bạn. Cả Minh và Bình câu được số kg cá là, lấy của Minh là 9 phần 10 cộng với của Bình là 6 phần 10, cùng đơn vị là kg rồi. Thì bây giờ thì thầy sẽ làm ra nháp để thầy rút gọn kết quả cuối cùng nhé. Cùng mẫu số là bằng 10 rồi, ta sẽ lấy tử số cộng với nhau. 9 cộng 6 là 15, 15 phần 10. 15 phần 10 ta sẽ cùng rút gọn cả tử số mẫu số chia được cho 5. 15 chia 5 được 3, 10 chia 5 ta được 2, 3 phần 2 là phân số tối giản. Đơn vị là kg. Đáp số chúng mình ghi là 3 phần 2 kg cá. Tiếp theo thầy cho mình chuyển sang bài số 7. Đề bài như sau. Hà giải bài toán thứ nhất hết 6 phần 15 giờ. Hà giải bài toán thứ hai nhanh hơn bài toán thứ nhất 2 phần 15 giờ. Tính thời gian Hà giải cả hai bài toán. Ở đây cái từ ngữ mang ý nghĩa quan trọng đó là nhanh hơn. Thời gian nhanh hơn, các em phải hiểu là ngắn hơn. Thời gian nhanh hơn tức là thời gian ngắn hơn. Ngắn hơn có nghĩa là ít hơn. Các em đồng ý chưa nào? Như vậy để tính bài thời gian giải bài toán thứ hai thì ta sẽ lấy thời gian giải bài toán thứ nhất, chúng ta trừ đi 2 phần 15. Các em lưu ý nhé. Thầy nói lại này. Nhanh hơn có ý nghĩa là gì nhỉ? Ngắn hơn, thời gian ngắn hơn. Mà ngắn hơn có ý nghĩa là ít hơn. Mà ít hơn là chúng ta tính thì ta phải trừ đi. Các em hiểu chưa? Đó, bài toán thứ hai ít hơn mà, đúng không? Thời gian bài toán thứ hai ít hơn. Thời gian Hà giải bài toán thứ hai là, đó, thời gian giải bài toán thứ hai ngắn hơn có nghĩa là ít hơn. Ít hơn ta trừ. Ta lấy 6 phần 15 là của thời gian giải bài toán thứ nhất, trừ đi 2 phần 15. Cùng đơn vị là giờ ta trừ được em nhé. 6 phần 15 trừ 2 phần 15 thì ta sẽ bằng là 4 phần 15, đơn vị là giờ. Như vậy chúng ta đã biết thời gian giải bài toán thứ nhất là 6 phần 15 giờ. Thời gian giải bài toán thứ hai là 4 phần 15 giờ. Chúng ta cộng lại thì sẽ ra thời gian giải cả hai bài toán. 6 phần 15 cộng 4 phần 15. Bây giờ thầy trò mình sẽ tính ra nháp, sau đó mình rút gọn luôn này. Hai phân số này có cùng mẫu số là 15 rồi, ta lấy tử số cộng với nhau thì nó sẽ bằng 10 phần 15. 10 phần 15, ta lấy cả tử số mẫu số chia hết được cho 5. 10 chia 5 bằng 2, 15 chia 5 bằng 3. 2 phần 3 là phân số tối giản. Đơn vị là giờ. Đáp số 2 phần 3 giờ. Các thân mến, vậy là thầy trò chúng mình đã làm xong các câu hỏi và bài tập có trong tuần học 26 rồi các em ạ. Thầy chúc các em học tốt. Còn bây giờ, thầy thân ái và chào tạm biệt các em.